Nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ tăng tán, thán tăng. Pháp Sư Trử Vân nói về những chuyện thần kỳ của Đại Sư Trương Gia. Sau khi Đại Sư Trương Gia viên tịch, tác giả vì các nhân duyên khác không thể tham dự mai táng, vô cùng ân hận. Ngày 18 là ngày lễ hội Ủy viên nghị quyết nhặt cốt. Tác giả hân hạnh được tận mắt nhìn thấy hơn ngàn viên xá lợi, hoan hỷ tán thán không cầm lòng được mà năm vóc sát đất. Ủy viên trưởng hội ủy viên Nhật Mông Tạng cũng chính là các vị ủy viên Lưu Liêm Khắc, ủy ban chủ nhiệm lễ. Ủy viên buổi lễ Lý Tử Khoan từ sáng đã bắt đầu nhặt cốt, xá lợi nhặt được rất nhiều. Có rất nhiều viên nhỏ như cành san hô có viên hình tròn, có hình liên châu. Lạ nhất là có một viên hình tròn dẹp, nhưng có bát luân. Có một hạt như hình tràng hạt tròn, nhưng có lỗ. Như cảnh san hô thô, nhưng khó gọi tên hình dạng đó. Màu sắc thì màu xám nhiều nhất, màu xanh lá ít nhất. Viên tròn màu trắng cũng mấy chục viên. Trái tim thì như sự trong suốt của bọt biển. Buổi chiều khoảng 2 giờ, mọi người ở hiện trường sau khi cung kính quan sát xá lợi do các pháp sư dâng cúng. Ủy viên điển lễ, các nhân sĩ chia nhau tưởng niệm di trúc, dùng xe riêng của hội ủy viên mông tạng đặc biệt chuẩn bị rước linh, nghênh tống đến đường Thanh Điền, nơi mà Đại sư Trương gia thờ cúng, cúng tế lúc sanh tiền. Đại sư Cam Châu Nhĩ Ngoã, nghĩa là hoạt Phật Cam Châu, niệm tụng Mật Tông. Thế là vừa nghênh tiếp linh cốt mới thông báo hoàn thành. 10 giờ sáng ngày 19, các vị kể trên đến đường Thanh Điền, tiếp tục nhặt xá lợi còn sót lại. Lúc đó, người đã nhặt xá lợi vào hôm qua đã chia thành 8 đĩa và cái chum lưu ly lớn. Do ký giả của các tòa soạn chụp hình quay phim để lưu làm kỷ niệm nghe hội ủy viên điển lễ có nghị quyết trưng bày công khai cho tín đồ xa gần chiêm bái. Nếu có thể nhìn thấy những sự thật này, tôi nghĩ toàn thể tín đồ của Phật giáo ai cũng hân hoan vui mừng. Đại sư Trương gia viên tịch rồi. Trong phương diện Phật giáo mà nói là một tổn thất rất lớn. Nhưng mà nói về bản thân đại sư, đó là con người thập toàn thập mỹ dùng pháp thế gian mà nói, lễ tang của ngài rất long trọng. Đích thân Tổng thống đến tế. Dùng Phật Pháp mà nói, thành tựu của Ngài là không thể nghĩ bàn. Sau khi hỏa táng, những xá lợi nhặt được hàng ngàn, hàng vạn. Ngoài Phật ra, thì Đại sư là đệ nhất. Thoại tướng sau cùng, lại không biết độ hóa biết bao nhiêu người do nhìn thấy xá lợi mà cảm động tín ngưỡng Phật giáo đấy về việc sau khi Đại sư viên tịch, nhân sĩ hiếu kỳ ở các nơi đặc biệt quan tâm hai điều. Thứ nhất là hô đồ khắc đồ của đời thứ hai mươi chuyển thế ở đâu. Thứ hai là sau khi hỏa táng có xá lợi xuất hiện hay không. Đây là sự khảo nghiệm đạo đức cuối cùng của vị Đại Đức Đức Cao Vọng Trọng. Nếu như sau khi Đại sư Thái Hư viên tịch ở Thượng Hải không có xá lợi, e rằng không biết bao nhiêu người sẽ chửi ngài là hòa thượng chính trị không tu hành còn đại sư trương gia cũng như vậy số đông người sẽ nghĩ rằng mỗi ngày đại sư phải giao thiệp cùng với nhân vật quyền thế của trung ương đảng chính đảm nhận chức vị quan trọng ở trung ương cả ngày xã giao còn không hết làm gì còn nói đến tu hành nhưng sau cùng đại sư trương gia có rất nhiều xá lợi quý vị không thể không tin rồi. Trước khi đại sư chưa hỏa táng, thì có người hỏi tôi, đại sư có xá lợi không? Tôi liền chắc chắn mà nói có, mà còn có rất nhiều. Nhưng có người không dám xác định như vậy. Sở dĩ tôi to gan giữ vững lòng tin, chính là chính tai nghe được đại sư kể về sự thần kỳ mà trước kia ngài đã từng thấy những cảnh giới không thể nghĩ bàn, người thường không thể nhìn thấy được. Nay tôi đem kỳ tích của đại sư kể cho chúng tôi nghe. Sơ lược một ít, để cúng dường người đọc, để ghi nhớ tưởng niệm. Đích thân nghe đại sư kể lại việc xưa. Mùa hạ năm 44, đại sư Hoàng Pháp ở đảo, tôi cũng đi theo đại sư. Đi hết 20 ngày, có một ngày chúng tôi ở với đại sư, hôm đó đại sư rất vui mừng. Ngài kể chuyện quá khứ của ngài cho chúng tôi nghe. Có mặt lão pháp sư Đảo Nguyên, phó quan Trần Tịnh Hiên của đại sư vân vân. Đại sư xuất thân ở huyện Đại Thông, tỉnh Thanh Hải, rất nhiều anh em. Ngài có chị em sinh đôi, cùng bào thai nhưng ra đời trước đại sư là chị của đại sư. Bây giờ cư sĩ Hạ Vĩnh Khánh đang theo thị giả đại sư chính là con của người chị này. Anh của Hạ Vĩnh Khánh cũng là một vị hoạt Phật, cùng năm với hoạt Phật Cam Châu. Khi ngài ba tuổi đã học được lễ tiết nghênh tống, bèn có thể phân rõ thiện ác. Bảy tuổi xuất gia, chín tuổi vào hoàng cung nhà Thanh, mười bốn tuổi phong làm đại quốc sư. Đại sư nói khi ngài 10 tuổi, có một lần tử hy Thái Hậu đau tim rất dữ dội, thuốc thang không có hiệu quả. Thái Hậu bế đại sư trên tay và nói với đại sư, Hoạt Phật à, tim của tôi đau rất dữ dội, ngài phải cứu tôi đó. Đại sư nói, thần vì Thái Hậu niệm chú. Bèn dùng tay vuốt nhẹ trước ngực của Thái Hậu vài cái. Kể ra cũng kỳ lạ, bệnh của thái hậu đột nhiên khỏi. lại có một lần tám nước liên quân khi đánh đến bắc kinh, thành bắc kinh gần như đã bị bao vây rồi. lúc này từ hy và quang tự gấp gáp muốn chạy trốn, lại không biết chạy bên nào mới có thể ra khỏi miệng cọp. lý liên anh bế đại sư lên nói: hoạt Phật à, chúng tôi phải chạy trốn rồi, không biết chạy bên nào mới được. đại sư dùng bàn tay nhỏ chỉ sang hướng tây. Mọi người đều vui mừng nói: Hoạt Phật chỉ hướng Tây, chúng ta theo hướng đó thì có thể thoát thân. Kết quả thật sự có thể thoát vòng bao vây. Đệ tử ghi chú. Đoạn này có thể xem thêm Niên phổ quốc sử quán đại sư Trương gia đời thứ 19, quang tự năm 26 canh tí, Trương gia hoạt phận 11 tuổi đại hạn mùa hạ năm đó, vua Thanh ban chiếu cầu mưa, lập đàn tại chùa Hoàng Nhân, tức chùa Chiên Đàn, cúng tượng Thích Ca Mâu Ni Phật bằng cây đàn hương do Ấn Độ khắc chế. Đại sư và A Gia Hô Đồ khắc đồ dẫn tụng kinh ba ngày, mưa như chút nước, hạn hán lập tức biến mất. Rát vàng tượng Phật cúng dường bằng cây đàn hương. Khi đại sư tụng kinh lệ Phật, phát giác mắt Phật nhìn lên hỏi ý kiến thầy dạy thì không phải là điểm lành. Không lâu sau, cường đạo nổi loạn, liên quân tám nước vào chiếm Bắc Bình. Đại sư rời khỏi Bắc Bình, đi qua thị xã Long Tuyền, thành phố Định Châu, đến núi Ngũ Đài, tránh nạn, trở về Thái Nguyên, yết kiến vua Quang Tự và Tây Thái Hậu, tức là từ Hy Thái Hậu. Trình lên ngàn lượng bạc, Tây Thái Hậu gặp mặt khóc lớn, không biết lấy gì để tặng, ban cho quạt giấy đích thân vẽ. Tây Thái hậu đột nhiên nói đau tim, thỉnh tụng chú gia bị. Đại sư vì Thái hậu tụng chú trường thọ vô lượng phật. trong chốc lát liền khỏe. Ngày thứ hai chiếu kiến đại sư hỏi tiền đồ cát hung, đại sư trả lời phải đi về phía tây. lúc đó bên ngoài chuyển đi về phía đông để làm Tây Thái hậu vui vẻ. Thầy dạy đại sư, trách đại sư nói năng không thỏa đáng. Nhưng kết quả Thái Hậu vẫn đi về phía Tây, đến Trường An. Tây Thái Hậu cảm nhận sâu sắc sự thần kỳ của đại sư. Đặt lệnh cho Tái Lan kính tặng một chuỗi niệm châu san hô, bốn sấp gấm vàng để cảm tạ. Văn thủ Bồ Tát thị hiện với hoạt Phật trương gia. Trời giá lạnh, vị tăng kỳ lạ dâng hoa sen đại sư hoạt phật trương gia lại nói đến chuyện của ngài ở núi ngũ đài ngài ở núi ngũ đài không biết đã gặp bao nhiêu thoại tướng kỳ lạ và do cư sĩ trần tịnh hiên chứng thực nói kỹ càng thêm tác giả nhớ rõ ràng nhất là hai chuyện có một năm mùa đông ngày đông giá rét của phương bắc có thể nói là trời băng đất tuyết, cái lạnh làm da bị đứt nẻ. Một hôm vào buổi sáng, đại sư đang ăn bánh quay trèo, thấy người khác đến báo, nói có một vị hán tăng cầu kiến. Một lát sau, vị hán tăng đến, mặc áo cà sa bằng vải bông có tay áo lớn, trên vai vác một cái thùng tre, nhìn thấy đại sư, chắp tay không lạy. Đại sư hỏi ông: "Ông từ đâu đến?" từ nơi đến mà đến, hán tăng trả lời. Ông muốn đi đến nơi nào? Đại sư hỏi. Đến nơi đi mà đi. Tăng trả lời. Ông họ gì? Đại sư hỏi. Họ Phật. Tăng trả lời. Đại sư liên tiếp gặp ba câu khó, không hỏi thêm ông nữa, tiện tay lấy một cái bánh quay trèo cho ông ăn ông cũng không nói một tiếng cảm ơn. Thuận tay nhận lấy để vào trong tay áo. Bởi vì trang phục hán tăng và lạt ma khác nhau. Đại sư lại đưa ông thêm một cái. Ông không lấy và nói. Người xuất gia không tham, một cái là đủ. Ông để tùng tre trên người xuống, để trên bàn rồi chạy ra ngoài. Đại sư tưởng rằng ông ra ngoài tiểu tiện, bèn phái người đi cùng ông nhưng vừa ra khỏi cửa thì không thấy người đâu. Trước sau trái phải, tìm khắp nơi không thấy. Kỳ lạ nhất chính là bên trong thùng tre đó. Mọi người hiếu kỳ xem trong đó đựng cái gì. Đổ ra xem là một đóa hoa sen màu trắng rất tươi, giống như vừa mới hái ra từ trong ao sen vậy. Lúc đó trời phương bắc rét bút, lại có một đóa hoa sen mới nở trong bùn đất mà không nhiễm dơ như vậy đây không phải là văn thù Bồ Tát thị hiện, thì có thể là ai đây? Trong cát, đột nhiên xuất hiện dòng suối ngọt. Lại một chuyện thần kỳ không thể nghĩ bàn, là khi Đại sư hoạt Phật Trương Gia chiều bái Nam Ngũ Đài. Đại sư nói tổng cộng Ngài đã chiều bái Nam Ngũ Đài 18 lần rồi, lần đó có lẽ là lần thứ 13. Lần đó rất nhiều người đi theo, còn có lạc đà và ngựa. Thời tiết vừa nóng vừa khô, không biết làm sao, quên đem theo nước uống. Đi đến nửa đường, khát nước chịu không nổi. Lúc đó một giọt nước cũng không có. Mọi người xung quanh nghĩ cách tìm nước cho tôi. Chỉ có một mình tôi, hoặc Phật Trương Gia, ở lại giữ đồ. Đợi một lát sau, họ vẫn chưa trở về. Tôi lấy một cái chén sứ, men theo vách núi tìm nước. Có lúc có nước từ trong núi từ từ chảy xuống, có thể dùng chén lấy một ít nước giải khát. Nhưng tìm suối nước thì vẫn không có. Sau đó bỗng nhiên ở sa mạc phát hiện dòng nước. Đó là một cái hồ nước, nước suối trong đó rất trong sạch, một chút vẩn đục cũng không có. Nhìn thấy nước trong như vậy trong lòng cũng tự nhiên mắt rượi lên rồi. Tôi, hoạt Phật trương ra, lấy chén cúi xuống, múc chén nước uống. Thâm tâm của tôi lúc này bỗng nhiên mắt rượi. Đúng lúc tôi đang uống nước, đối diện có ba vị hán tăng đến. Thời tiết nóng bức khắc nghiệt, họ vẫn mặc áo bông mới, cũng không nóng, cũng không đổ mồ hôi. Tôi nhìn thấy ba người họ đến, Tôi rất hoan hỉ mời họ uống nước. Mỗi người cũng uống một chén. Sau đó lại lấy một chén. Sau đó họ lại lấy một chén mời tôi uống. Chấp tay cảm ơn mà đi. Tôi lại uống hết chén nước thứ ba. Đột nhiên nghĩ đến đại chúng. E rằng họ không tìm được nước. Tôi liền đi tìm họ đến đây uống nước. Kể ra cũng lạ khi tôi tìm thấy họ trở về ở đây một giọt nước cũng không có cả hồ nước cũng không thấy nhưng chén tôi uống nước vẫn còn ở đó trong chén còn lại ít nước chưa uống hết đất cát ở dưới còn một giọt nước đọng lại rõ ràng là ở đó kỳ lạ nhất chính là hồ nước lúc này nhìn thấy cũng trở thành sa mạc vốn dĩ không có hồ nước đồng thời phái người đi tìm ba vị hán tăng, lúc này cũng không thấy. Câu chuyện này của Đại sư Hoạt Phật Trương Gia và khi Đại sư Huyền Trang đi Ấn Độ thỉnh kinh cũng là tình hình có được nước ở giữa sa mạc. Có thể nói không thể nghĩ bàn, đây nhất định là văn thù Bồ Tát Hiền Linh hiện ra nước để giải cứu Đại sư. Liên tiếp thấy sự cảm hóa đạo đức của Đại sư nếu không thì tại sao người đi theo đều không có phước uống được dòng nước cam lồ chứ đại sư hoạt vật trương gia nói từ buổi sáng ngài uống hai chén nước lạnh mãi cho đến ngày hôm sau vẫn cảm giác toàn thân mắt rượi có cảm giác khinh an và dễ chịu không thể diễn tả ở chùa đông sơn huyện bình đông ghi chú Ngày nay, Tháp An Lạc ở Chùa Đông Sơn, trọng trấn của Phật giáo Bình Đông, vẫn còn cúng dường xá lợi của hoạt Phật Trương Gia. Cũng có một lần cảnh giới nhẹ nhàng. Đại sư nói, hôm đó từ 12 giờ trưa đến 6 giờ chiều, tổng cộng 6 tiếng đồng hồ, cảnh giới đặc biệt tốt. Đại sư nói, đã 20 năm rồi, không thấy cảnh giới tốt. Tâm không tạp niệm, Tuy rằng cũng có người đến thăm hỏi, viết sổ kỷ niệm cho người trẻ tuổi, nhưng không có chút động tâm nào. Đây lại là công phu thế nào đây? Một đêm kỳ lạ nọ, máy chụp hình lớn của Trần Tịnh Hiên bị trộm mất, trị giá hơn 10.000 đồng. Đại sư điềm nhiên như không có gì xảy ra, nét mặt tiếng nói cũng không động. Ngài nói tài sản mà tôi mất ở đại lục là không thể tính đếm được một chút này thì xem là bao nhiêu chứ huống hồ là vật ngoài thân nhưng càng kỳ lạ là chiếc máy ảnh đó lại nằm ở dưới tường tre có người phát hiện kẻ trộm đã lấy rồi sao lại không đem đi phải chăng là do thần hộ pháp và đạo lực của đại sư âm thầm làm cũng không thể biết được nhưng sự độ lượng được mà không vui mất mà không lo của đại sư cũng không phải người bình thường có thể làm được những cảnh giới không thể nghĩ bàn của đại sư lúc đó tôi muốn phát biểu thành văn để biểu dương đức hạnh đó nhưng e rằng có người nói tôi lại nói chuyện kỳ quái lạ lùng đồng thời cũng không được sự đồng ý của đại sư nên không dám nhiều chuyện các thoại tướng của đại sư sau khi hỏa táng xá lợi ngũ sắc hàng ngàn hàng vạn. Lúc này tôi mới nói những lời đó. Các độc giả nhất định càng tin những gì đại sư nói và tôi viết đều là chân ngộ, thật ngộ. Soạn giả chú Hoạt Phật Trương Gia đời thứ bảy và Hoạt Phật Trương Gia đời thứ mười chín là Hoạt Phật chuyển thế tạng truyền thuyết pháp khác nhau, tức là bắt đầu tính từ đời thứ một, kỳ thực là cùng một người. Pháp Sư Nam Đình tán thán Đại sư Trương Gia, ân sư của Pháp Sư Tịnh Không. Đại sư Trương Gia không chỉ là lãnh đạo biên cương được chính phủ coi trọng, mà còn có phẩm hạnh làm người không ai có được. Đồng thời cũng là người có phong độ, người khác không hiểu cũng không trách. Thận trọng trong lời nói, không cần người biết. Về đức lượng của Ngài, ung dung và ôn hòa, không có tâm thị phi không có quan niệm cậy quyền thế đây đều là điều người khác hy vọng nhưng không thể đạt được trích lục bài văn của pháp sư nam đình hộ quốc tịnh giác phụ giáo đại sư trương gia hô đồ khắc đồ xá lợi tháp bia ký pháp sư ấn thuận trương gia hô đồ khắc đồ nhân vật đại biểu già đương phái là tông phái lớn ở vùng biên giới mông cương là một trong tứ đại lạt ma ký biệt núi linh thiếu thừa nguyện tái lai duyên sâu ở trung quốc được phong ban chức tước nhiều đời nối tiếp nhau thệ nguyện của ngài oai đức thần lực cho nên chẳng phải người tầm thường có thể suy lường được đại sư đản xanh ở thanh hải từ nhỏ từ chất thông minh lên 9 tuổi, Ngài được thỉnh về đế đô, kế thừa phong vị, trương gia hô đồ khắc đồ. Ngài thông minh linh hoạt, tiếng tốt khắp cả kinh đô Trung Quốc. Ngài hiểu rõ sâu rộng ngũ bộ, học hết tinh vi của tứ tục, hành theo luật nghi Bồ Tát và tỳ Kheo, ra sức tu tập yếu nghĩa của trung quán và du già, cảm hóa làm cho tăng tục tin phục, danh tiếng lớn vào minh kỳ Chế độ phân chia tộc Mông Cổ của nhà Thanh Lúc cách mạng Tân Hợi, ủng hộ Cộng Hòa, Bắc Phạt hoàn thành, hỗ trợ cơ quan trung ương, nhà nước phong cho ngài hiệu là Đại sư Tịnh Giác Phụ Giáo. Vận nước gặp khó khăn, Trung Quốc trải qua cuộc kháng chiến dẹp yên được loạn lạc. Đại sư thành tâm cống hiến sức lực cho quốc gia, lời kêu gọi đến gần xa, biểu dương chánh đạo, bài trừ dị đoan mặc dù giặc cướp dùng mọi cách uy hiếp dụ dỗ mua chuộc nhưng tấm lòng hộ quốc an dân của đại sư không hề thay đổi sau khi thắng lợi trở về kinh đô ngài được gia phong thêm hiệu là đại sư hộ quốc tịnh giác phụ giáo đại sư bay qua đài loan hoàng giáo chỉ dạy dân chúng cần mẫn không biết mệt mỏi Ngài hết lòng trung thành với quốc gia và dân tộc, được người đời tôn sùng đức hạnh và danh vọng. Mới biết thời xưa, dù bảo trí ở nước lương, Phật đồ trừng tại nước triệu cũng chẳng thể hơn đâu. Đại sư truyền đạo giáo hóa ở Mông Kỳ, ban bố rộng rãi mưa Pháp. Chủ trì hội Phật giáo Trung Quốc, lãnh biểu tăng trục, trải qua 10 năm. Hành hóa đến Đài Loan và Nhật Bản xiển dương ánh đạo nước nhà, nghiêm trừ ngoại ma. Cùng đón xá lợi Ngài Huyền Trang, mở ra thời kỳ thịnh Pháp trong kiếp mạt. Bản thể có không chỉ làm một, dung nhập chánh giáo không trở ngại. Quả thật, sức mạnh của sư tử, không phải hành vi của các con vật khác có thể sánh bằng. Hóa duyên đã xong, trở thành chân nhân. Ngày mùng 4 tháng 3, Dân Quốc, năm 46, thọ 68 tuổi. Chính phủ tổ chức lễ truy điệu long trọng. Đích thân Tổng thống cùng các bộ trưởng đều quang lâm viếng, thường xót chính phủ và dân chúng, buồn thương cho tăng và tục. Đằng sau sự quang minh đặc biệt, chỉ có thể so sánh với huyền trang đời đường. Sau khi trà tỷ được 6.000 viên xá lợi, sáng như hạt châu, tất cả đều kết nhụy từ phi thừa đều giáo hóa nhiều đời thâm tu lại không có để giấu chân như người thường mà đặc biệt tốt lành kỳ dị đến giường ấy chính phủ công bố tuyên dương ban thêm phong hiệu huyền đức cho nên xây dựng tháp thờ xá lợi ở hướng bắc của núi phước thọ nhìn bia đá nguy nga như giáo hóa nơi xa xôi ôi thánh đức không có giới hạn bi nguyện tột cùng Chúng sanh nương nhờ ngài trở về thuyền từ mà được độ, mật hạnh của ngài thật khó biết. Ở đây chỉ ghi chút vết tích giáo hóa của đám mây đã bay qua mà thôi. Lời tựa tác phẩm. Nguyên Viễn Lưu Trường. Kỷ niệm 50 năm Đại sư Trương Gia Viên tịch. Pháp sư Tịnh Không. Hôm nay là 50 năm đại sư Trương Gia Viên tịch. Đại sư là ân sư đầu tiên của tôi. Nhờ có ân sư chỉ thị con đường thành Phật, uống nước nhớ nguồn, cảm ân sâu sắc. Từ khi tôi học Phật đến nay là 56 năm, giảng kinh dạy học 49 năm. Có thể được một ít thọ dụng chân thật trong Phật pháp đều là nhờ thầy đặt nền tảng kiên định trong 3 năm. đại sư trương gia ở mông cổ tây tạng người ở đó không gọi ngài là đại sư mà tôn ngài làm hô đồ khắc đồ hô đồ khắc đồ là tiếng mông cổ có nghĩa là minh tâm kiến tánh sanh tử tự tại trong phật giáo tạng truyền tứ đại hô đồ khắc đồ của tứ đại hoàng giáo thông thường gọi là tứ đại lạt ma bao gồm Đạt Lai Lạt Ma của Tiền Tạng, Ban Thiền của Hậu Tạng, Chiết Bá Tôn Đan Ba của Ngoại Mông Cổ và Trương Gia Hô Đồ Khắc Đồ của Nội Mông Cổ. Trương Gia Hô Đồ Khắc Đồ là hoạt Phật tối cao của Phật giáo tạng truyền ở khu vực Nội Mông Cổ, tức lãnh tụ tôn giáo. Thông thường được xem là hóa thân của văn thù Bồ Tát cùng với chiếc bá tôn đan ba hô đồ khắc đồ, gọi chung là hai lạt ma lớn của Mông Cổ. Dựa vào ghi chép của tiểu sử liên quan, trương gia hô đồ khắc đồ đến nay tổng cộng chuyển thế 19 đời. Thầy của tôi sinh ra ở tỉnh Thanh Hải vào niên hiệu quang tự năm 16, 1890. Tên thật là La tang Ban Điện Đan Tất Dung Mai dịch ý là thiện huệ cát tường giáo đăng. Lúc ba tuổi, liền được nhận định là linh đồng của hoạt Phật trương gia, đời thứ 19 chuyển thế, nghênh đón vào chùa Triều Tạng. Về sau, theo kinh sư Đạt Tề Chát Mộc Tô, học tập Phật Pháp. Năm bảy tuổi xuất gia, bèn cử hành đại điển trương gia hô đồ khắc đồ, đời thứ 19 tọa sàng. Năm chín tuổi, liền được nghênh thỉnh vào kinh cúng dường. Nhận được sắc phong của Hoàng đế Quang Tự và Tử Hy Thái Hậu, kế vị làm trương gia hô đồ khắc đồ, đời thứ 19. Khu vực giáo hóa của Đại sư Trương Gia có đông đảo tín chúng 49 kỳ nội mông và 29 kỳ thanh hải. Những chùa triền ngài quản lý ở nội mông kỳ hơn 300 ngôi. Ngoài ra, ở Bắc Kinh, Lưu Ninh, Nhiệt Hà, Tuy Viễn, Sát Cáp Nhĩ, Đa Luân, Thanh Hải và núi Ngũ Đài Sơn Tây đều có chùa do Ngài chủ quản. Lạt ma ở mỗi một chùa, nhiều thì có ba, bốn ngàn người, ít thì cũng có ba, bốn người. Khoảng một trăm ngàn lạt ma đều là đệ tử xuất gia của Ngài. Ngài là trung tâm tín ngưỡng của nhân dân nội mông. Đại sư Trương Gia là quốc sư ba triều đại, từ Hy, Bắc Dương và Tưởng Trung Chánh. Nhận sự vinh hạnh đặc biệt, từng được Đường Đức Tông Nhà Thanh sắc phong hiệu. Đại Lạt Ma chát tát khắc và con dấu, Đại Quốc sư Phổ Thiện Quảng Từ. Ngài ở lại Bắc Kinh. Từ sau năm 1912, dân quốc thành lập, trương gia nhận được sự tôn sùng như cũ của chính phủ trước sau được phong đức hiệu hoàng tế quang minh chiêu nhân xiển hóa hộ quốc tịnh giác phụ giáo ngài từng giữ chức ủy viên hội ủy viên mông tạng tư chính phủ tổng thống ngài có sức ảnh hưởng hết sức quan trọng trong những năm đầu hoàng truyền lưu hành phật pháp ở đài loan ngài học vấn uyên bác tinh thông ngôn ngữ và văn học Hán, Mãn, Mông, Tạng. Tuy chức vị quan to, vẫn nghiêm trì giới luật, hiền từ thành kính, thân thiết hòa nhã. Ở bên cạnh ngài, cho dù không nói chuyện cũng cảm thấy sự bình lặng đặc biệt. Năm tôi 26 tuổi, giáo sư Phương Đông Mỹ nói với tôi: "Phật là đại triết, Phật là thánh triết, kinh phật là triết học bậc cao học phật là hưởng thụ tối cao của đời người bắt đầu từ đây mới học phật xem kinh phật tiếp xúc phật pháp chưa đến một tháng nhờ sự giới thiệu của hàng xóm mẫn mạnh kinh một vị thân vương của mông tộc vào những năm cuối đời nhà thanh người ta gọi là mẫn thân vương tôi biết được đại sư tuy rằng thời gian tôi thân cận đại sư không lâu chỉ có ba năm nhưng ảnh hưởng rất sâu thầy phương giới thiệu tôi vào cửa phật nhưng tôi chưa biết gì đại sư trương gia chỉ bảo tôi đọc thích ca phổ thích ca phương trí mới chân tránh nhận biết thế tôn mười năm theo thầy lý bình nam học tập kinh giáo biểu lộ trí thành cảm thông nếu không phải đại sư trương gia dạy tôi nhìn thấu buông xả đặt nền móng học Phật của tôi, thì cho dù có học tập kinh giáo 10 năm, cũng không có được sự thọ dụng lớn như vậy. Tri ân báo ân Xác thực là cơ bản của sự thành tựu thế xuất thế gian. Năm nghìn năm văn hóa Trung Quốc kéo dài đến nay, căn bản chính là ân cha mẹ, ân sư trưởng. Quả mớm cho cha mẹ ăn, d vì biết ơn mà quỳ xuống bú nếu như người không biết ơn nghĩa còn không bằng cầm thú làm sao thành Phật thân mạng chúng ta có được là nhờ cha mẹ pháp thân Huệ mạng do Phật đà sư trưởng Ân Đức to lớn càng tưởng niệm hồi báo thì càng cảm ơn sâu sắc khó báo đáp hiện nay hoàn cảnh toàn cầu lạ thường thiên tai nhân họa không ngừng động loạn xung đột tới tấp. Căn bản của những điều này đều là do lòng người bất thiện mà gây ra. Lòng người bất thiện nguyên nhân là do lơ là sự giáo huấn của thánh hiền, làm cho lòng người theo hướng tự tư tự lợi mà không biết quay đầu. Vì vậy, cổ thánh tiên triết không có vị nào không dạy nhân dân hiếu kính cha mẹ, phụng sự sư trưởng từ nhỏ từ từ mở rộng lòng yêu thương chân thành, đạo đức nhân nghĩa đối với tất cả chúng sanh. Nên biết giữ tâm hiếu kính, tri ân báo ân, xác thực là căn bản của việc trở thành thánh hiền, là sự khởi đầu tiêu tai diệt họa, vạn thiện vạn đức là nguồn gốc của hạnh phúc đời người, hài hòa thế giới. Chúng tôi kỳ vọng sâu sắc đại chúng học Phật đều có thể phát tâm đại nguyện, làm tấm gương tốt nhất cho xã hội, cho đại chúng, làm cho lòng người quay về thuần tịnh, thuần thiện, hóa giải tai họa trong vô hình, khôi phục sự an định, hòa bình chân chánh của thế giới. Chỉ có tự mình cố gắng hết sức làm theo giáo huấn của thầy mới báo đáp được một chút ân chi ngộ thôi. Tháng 2 năm 2007 ở Hồng Kông tưởng nhớ ân thầy nhân duyên của pháp sư tịnh không theo đại sư trương gia học phật đại sư trương gia là vị thầy đầu tiên của pháp sư tịnh không theo học phật pháp sư tịnh không tiếp xúc phật pháp chưa đến một tháng thì nhờ hàng xóm mẫn mạnh kinh một vị thân vương mông tộc cuối đời nhà thanh mọi người gọi là mẫn thân vương giới thiệu ngài biết đại sư trương gia Lúc đó, pháp sư Tịnh Không 26 tuổi còn có việc làm, do đó chỉ có chủ nhật mới có thể đến thỉnh giáo đại sư Trương gia. Đại sư Trương gia vô cùng từ bi, mỗi tuần dạy pháp sư Tịnh Không 1 đến 2 tiếng. Pháp sư Tịnh Không tiếp nhận giáo huấn của đại sư Trương gia 3 năm, đặt nền móng tu học cho sau này. Ân đức của đại sư Trương gia khắc sâu trong lòng của pháp sư Tịnh Không. Xin trích lục lời giáo huấn của đại sư Trương gia, khiến pháp sư Tịnh Không phản tỉnh suy nghĩ như sau. Học Phật bắt đầu học từ đâu? Khi tôi mới bắt đầu học Phật, lần đầu tiên gặp được đại sư Trương gia, tôi thỉnh giáo với ngài, tôi nói: "Phật pháp tốt, ai cũng hiểu được điều này, nhưng bắt đầu từ đâu mới có thể thâm nhập?" chúng con luôn hy vọng có thể đạt được rất nhanh ngài dạy tôi sáu chữ nhìn cho thấu buông cho được tôi lại tỉnh giáo ngài bắt đầu từ đâu ngài nói với tôi bố thí buông xuống chính là bố thí nhìn thấu chính là trí tuệ hai phương pháp này kết hợp và hỗ trợ lẫn nhau càng chịu buông xả trí tuệ càng tăng trưởng trí tuệ càng tăng trưởng buông xả càng triệt để vì vậy học phật bắt đầu học từ đâu bắt đầu học từ bố thí không những có thể buông xả thân tâm thế giới quan trọng nhất là phải buông xả phân biệt buông xả chấp trước buông xả vọng tưởng tâm mới có thể thật sự được thanh tịnh học phật như thế nào khi tôi mới bắt đầu học phật đại sư trương gia dạy tôi đọc thích ca phổ thích ca phương trí hai bộ sách này chính là chuyện ký của thích ca mâu ni phật biết phật giữ tâm như thế nào sinh hoạt như thế nào làm sao đãi người tiếp phật mới có thể học phật làm sao có cuộc sống tự tại tùy duyên khi tôi học phật đại sư trương gia nói với tôi thật sự phát tâm học Phật, hoàng pháp lợi sanh. Cả đời của con tự nhiên có Phật Bồ Tát chiếu cố, cái gì cũng không cần bận tâm. Câu nói này rất có lý, ý nghĩ gì cũng không có thì tâm địa thanh tịnh rồi. Tâm địa thanh tịnh thì phóng quang minh. Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Đại sư Trương Gia nói với tôi, phật thị môn chung hữu cầu tất ứng ngài nói có rất nhiều người cầu rồi nhưng không có cảm ứng không phải không cảm ứng mà là họ cầu không như pháp cầu như lý như pháp nhất định có cảm ứng sám hối như thế nào đại sư trương gia dạy tôi pháp môn sám hối cái gì gọi là sám hối có thể phát hiện tật xấu lỗi lầm của bản thân trong Phật pháp gọi đây là khai ngộ. Sau khi ngộ thì sửa đổi lại tập khí tật xấu, đây gọi là tu hành. Phật giáo trọng thực chất, không trọng hình thức. Khi tôi mới bắt đầu học Phật, đại sư Trương gia dạy tôi: Phật giáo trọng thực chất, không trọng hình thức. Thực chất là gì? làm được. Nếu như chúng ta chỉ quy y trên hình thức nhưng không làm được, Phật tuyệt đối không thừa nhận quý vị là đệ tử của Phật. Thần hộ pháp cũng tuyệt đối không ủng hộ quý vị, bởi vì quý vị không phải là đệ tử Phật, quý vị không phải là người thiện thật sự. Ý nghĩa chân thật của án a hồng. Pháp sư Tịnh Không từng thỉnh cầu bút tích thư pháp của đại sư Trương Gia ngài dùng tặng văn viết ba chữ án a hồng đại sư giải thích án là thân bao gồm pháp thân báo thân ứng hóa thân a là khẩu hồng là ý chúng ta khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác phải giữ gìn thanh tịnh như hoa sen trong bùn nhưng không bị nhiễm làm sao làm được hòa thuận với nhau đại sư trương gia và người đứng đầu của hồi giáo quan hệ vô cùng mật thiết vô cùng thân thiện hai bên tôn trọng lẫn nhau giúp đỡ lẫn nhau tôi theo ngài ba năm đây là tôi tận mắt nhìn thấy đây là nguyên nhân gì vậy là giáo dục có thể chung sống hòa thuận với chủng tộc khác nhau văn hóa khác nhau tôn giáo khác nhau không phải sức mạnh của chính trị, cũng không phải sức mạnh của quân sự, khoa học kỹ thuật và kinh tế đều không làm được. Chỉ có giáo dục. Giới luật là đời sống tiêu chuẩn của Phật Bồ Tát. Khi Đại sư Trương Gia viên tịch, tôi dựng lều ở bên cạnh lò hỏa táng của Ngài. Tôi ở đó ba ngày, ba đêm. Hôm đó tôi nghiêm túc suy nghĩ trong ba năm tôi theo thầy thầy dạy tôi những gì giới luật rất quan trọng câu nói này ấn tượng sâu sắc nhất vì sao đại sư trương gia nhấn mạnh câu nói này bởi vì giới luật là đời sống tiêu chuẩn của phật bồ tát thánh nhân chúng ta phải trở thành thánh hiền thành phật bồ tát thì phải đạt được đời sống tiêu chuẩn tương đồng với họ sau khi tôi hiểu rõ đạo lý này mới bắt đầu đọc giới kinh nguyên tắc của giới kinh chính là chư ác mạc tác chúng thiện phụng hành tiêu chuẩn của thiện ác không phải y theo nhân tình thế thái của thế gian điều này có thể thay đổi tiêu chuẩn thật sự của thiện ác là tương ưng với tánh đức của tự tánh cũng chính là tương ưng với thanh tịnh bình đẳng giác vì vậy sẽ không thay đổi làm sao trì giới khi tôi mới bắt đầu học phật đại sư trương gia nói với tôi giới là căn bản học một điều thì thọ một điều ngài không có quan điểm đến giới đàn thọ giới mà dạy tôi tự mình đọc điều nào làm được thì phát tâm làm điều đó sau khi làm được lại phát tâm làm điều kế tiếp. Như vậy gọi là thật sự thọ giới. Tịnh niệm tương tục Công phu niệm Phật không ở miệng niệm mà là trong tâm có Phật. Người chân chánh niệm Phật thì trong công việc giao tiếp, Phật hiệu cũng không gián đoạn. Nhưng niệm ra tiếng ảnh hưởng người khác. Vì vậy, phương pháp tốt nhất là trì kim cang miệng niệm Phật nhưng không có tiếng, chính là trì kim cang. Đại sư Trương Gia chính là dùng phương pháp này. Khi ngài tiếp khách, ngoại trừ khi nói chuyện, chuỗi hạt trên tay lần không gián đoạn. Thật sự là 12 thời không gián đoạn. Điều này hiếm có. Người như thế nào có tư cách học mật tông? Mật tông là một giai đoạn cao nhất trong phật pháp đại thừa người như thế nào có tư cách học mật tông đại sư trương gia nói phải bắt đầu học từ giới luật do giới được định do định khai tuệ sau khi khai tuệ mới có tư cách học mật nói một cách khác không có căn bản định tuệ tương đương thật sự không thấm được biết khó làm dễ đại sư trương gia dạy tôi tổng kết luận của phật pháp là biết khó làm dễ hiểu rõ rất khó thật sự làm được rất dễ thật sự thông hiểu không thể không làm được hễ không làm được nhất định là không thông hiểu thiện xảo của dạy học căn bản phật học của tôi là theo đại sư trương gia ba năm có được Ngài quy định tôi mỗi tuần gặp Ngài một lần vào ngày Chủ nhật. Thời gian là hai tiếng đồng hồ, giảng Phật Pháp cho riêng mình tôi. Trong hai tiếng đó, thời gian Đại sư thật sự giảng Phật Pháp cho tôi nghe. Nhiều nhất không quá 10 phút. Thời gian còn lại, Ngài nhìn đôi mắt của tôi. Sau này mới biết được, đó là huấn luyện định. Cả đời tôi thân cận rất nhiều thiện tri thức phương pháp khéo léo, tài tình mà Đại sư Trương Gia sử dụng. Tôi hoàn toàn bị bầu không khí đó của Ngài nhiếp thọ rồi. Khai thị của Ngài giảng tuy rằng đơn giản và ngắn ngủi, nhưng có sức mạnh. Sau khi nghe xong, cả đời đều không quên. Quả là thọ dụng. Chân tướng của Lên Đồng Khi tôi mới bắt đầu học Phật, thỉnh giáo Đại sư Trương Gia về việc có liên quan đến lên đồng ngài nói với tôi đó là linh quỷ giả mượn danh nghĩa của phật bồ tát giả mạo phật bồ tát họ cũng muốn tu thiện đa phần là khuyên người đoàn ác tu thiện nhưng việc nhỏ linh nghiệm việc lớn thì không linh nghiệm nữa đại sư trương gia nói với tôi bởi vì công vương đại thần của từ hy thái hậu và chính phủ mãn thanh đều tin tưởng lên đồng đến nỗi quyết sách của quốc gia đều không dám làm chủ đều quyết định bởi lên đồng vì vậy mãn thanh mất nước chính là mất ở chỗ lên đồng tâm tịnh tự nhiên mát thầy lý bình nam nói cảnh giới của đại sư trương gia chúng ta không hiểu được nhưng mức độ thấp nhất chúng ta có thể quan sát được biểu hiện bên ngoài của ngài được mát mẻ tự tại bởi vì y phục của lạt ma Tây Tạng rất dày. Vào mùa hè của Đài Loan, ngài vẫn mặc y phục dày như vậy. Và lại đôi giày như đôi ủng, người khác mặc phong phanh vẫn phải quạt. Trước giờ, ngài chưa từng quạt. Có người hỏi, Đại sư Trương Gia, ngài có nóng không? Đại sư Trương Gia nói, Tâm tịnh, tự nhiên mát. thân giáo của Đại sư Trương Gia. Đại sư Trương Gia đi đứng nằm ngồi, thật sự thường ở trong định, như Kinh Phật nói. Và lại ngôn ngữ vô cùng đơn giản, âm thanh vang vọng, làm cho quý vị khi nghe lời Ngài nói, luôn ghi nhớ không quên. Hai, năm đó, Đại sư Trương Gia còn tại thế. Tuy rằng Ngài là nhân vật rất quan trọng trong chính phủ, nhưng ngài đã từng nói với tôi. Tôi không có chút hứng thú gì với những điều này, nhưng họ cứ lôi kéo, không còn cách nào khác, chỉ biết đi giao thiệp xã giao. Tâm ngài thanh tịnh, tuyệt đối không có những suy nghĩ về hư vinh. Ba, tôi theo Đại sư Trương Gia học Phật 3 năm. Trong 3 năm, tôi chưa từng cúng dường cho ngài một phân tiền. Ngược lại, có lúc lên lớp trễ hơn. Buổi trưa, Ngài sẽ mời tôi ăn cơm. Nếu như có một lần, hai lần không lên lớp, ngài liền tìm người đến thăm tôi, hỏi tôi vì sao không lên lớp, có phải bị bệnh không hay là có nguyên nhân khác. Ngài quan tâm như vậy, tôi không thể không đi rồi. Vì vậy, thiện tri thức thật sự vô cùng từ bi. Tác phẩm Nguyên Viễn Lưu Trường, kỷ niệm 50 năm đại sư trương gia viên tịch amidafa but uh -huh.